Xin chào các bạn nha. Thì hôm nay mình đi ra vườn nha, thì mình cũng chia sẻ cho các bạn á là cái cách để mà mình trồng cái cây ổi ruby á để mà nó ra nhiều cành á. Thì nhiều người á, là thường hay ngắt ngọn mà để cho nó ra cành, ra được nhiều cành á. Thì cái đó là cái phương pháp rất là lâu được ăn trái nha các bạn, rất là lâu luôn các bạn. Ví dụ đây là một cái cây ổi ruby nè các bạn thấy lá rất là nhiều các bạn không? Đó, nó nằm ở trong cái bầu nè, trong cái bầu các bạn nè. Đó. Mà khi đó mình đem ra trồng mà các bạn, là mình phải tước hết các lá này ra nè, mình tước hết các lá này ra luôn, mình trồng được 1 tuần á, mình tưới nước đầy đủ thì mình tước hết các lá này lên trên đây, chứ chưa 2 lá là cho quang hợp thôi. Bên nhánh này cũng vậy, nhánh này cũng vậy nha các bạn. Mục đích đó là để khi mình tước cái lá này ra thì trong vòng khoảng cỡ là 1 tuần tới 2 tuần là những cái mục ở cái cạnh lá này nè là nó sẽ nảy ra. Nó sẽ nảy ra và nó tạo ra nhiều nhánh nha. Thì từ nó nảy ra như vậy chứ cộng lại cái những cái đọt á, mà nó nảy sẵn á, mà mình không cần ngắt á, là mình sẽ để cho nó ra luôn, và mình sẽ dùng cái cây là mình ép nó nằm xuống nha. Mình cột ép cho nó nằm xuống á, để mình tạo ra một cái tán nha các bạn. Đó, ví dụ như là những cái cây này nè các bạn. À, đây nè. Các bạn thấy không? Đó, mình không có ngắt cành đâu. Cái này là mình mua sẵn, là nó có ngắt này sẵn rồi. Còn này là đột mình quăng cho ra, xong mình ép cái này xuống, mình cột cái cây tre á, mình ép này xuống khi mà nó ra nhiều á. Còn cái này là lá mình tước rồi, khi mà nó ra nè, nó ra đột rất là nhiều, và mình lựa những cái cành mà khỏe mạnh á, và cái cành nó chỉ ra đây nè là mình sẽ để lại nha các bạn. Đó, các bạn thấy không? Đó, mục đích của mình là mình để cho cái cành nó ra, nó phát triển ra ở cái thân nè, nó sẽ ra trái đạt hiệu quả hơn. Và những cái đọt này nè nó vẫn ra dài mà mình không ngắt ra nha, để mình ép xuống để cho sau này mình tỉ những cái lá tiếp theo nè, khi nó già mình tỉ những cái lá tiếp theo thì nó sẽ mọc cái chồi ra, và những cái chồi này nó sẽ ra trái rất là nhiều các bạn ạ. Còn khi mà các bạn mà ngắt cái đọt cái chỗ này ra thì nó sẽ tỉ ra cái đọt này, cái thời gian nó rất là lâu mình mới ăn được các bạn ạ. Thôi, xin chào các bạn nha, chúc các bạn thành công nha, hẹn gặp lại các bạn nha trong những video tiếp theo.